một sắc đẹp long trời lở đất. Người đẹp Phú Yên. Bấm. Dạ anh Trinh bấm. Đó là nhà anh còn hộ cái gì? Nhớ mình chọn cho em mẹ thôi. 20 nha. Anh trai 20 nha. Nhớ 20 nha anh trai. Anh trai 20. Nhớ rồi mẹ ơi. Và chúng ta cùng đến với Miss Củ Chi. Bà này bà mua fan nè. Chào lời đầu tiên cho người đẹp Củ Chi. Để được chào toàn thể quý vị có mặt chúng tôi ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào cho chồng nhé các bạn. Vâng, và tôi đây xin thi các bạn tài năng của em. Vâng, tài năng của em đó là chơi bóng. Dạ, em chơi bóng rất là giỏi. Và đặc biệt có một tài năng khác là lượm bơm. Dạ, sau đây xin trình bày các bạn tài năng của em. Xin được thưởng mắt và sân khấu chào mừng Miss Gạch Sỏi. Dạ em Lộ Lộ 17 tuổi Gạch Sỏi. Và sau đây em xin trình bày phần thi năng khiếu tài năng của mình. Xin lỗi toàn thể quý vị khán giả đã quên trình bày phần thi năng khiếu của mình, cho em được phép trình bày phần thi năng khiếu của em về. Dạ em xong em kèm phải không? Nhỏ này đã thi cọ lộn cuộc thi rồi quý vị. Em phải thi giặt đồ nghe em. Dạ, em xin bắt đầu phần thi của mình. Dạ, em xin hết. Quý vị chọn được cô nào chưa quý vị? Hồi nãy giờ tôi nghe thổi anh Lê là ai vậy? Chào người ta cái tên rất là điển trai. Cầu cầu quý vị. Nghe cái tên thơm phức. Rồi quý vị ơi, bây giờ quý vị nãy giờ chiêm ngưỡng qua 13 nhan sắc trong cái tà áo bà ba màu đỏ đô rất là dễ thương đó quý vị. Là 13 nhân viên rất là xinh đẹp của đoàn đội tôi Sài Gòn tân thời. Và bây giờ tất cả các thí sinh của cuộc thi người đẹp tay đô nha quý vị. Em xin nhấn mạnh người đẹp tay đô, cho nên có phần thi tài năng đó là nâng cử tạ nha quý vị, chứ không phải là người đẹp tay đô nha quý vị. Dạ rồi, bây giờ quý vị ơi, bây giờ tất cả các nhân viên sẵn sàng xuống dưới phục vụ vé cho tất cả quý bà con cô bác đang ngồi ở đây đến ủng hộ cho đoàn đội tôi Sài Gòn tân thời.
Vé ngoài sao luôn chị ơi. Vé ở sao kìa. Mày gì ra? Alo. Mày gì ra? 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 Cờ ra phố mấy? Mày gì ra? Mày gì ra? Trở lại đây mà nghe kêu số số gì ra? Lắng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra. Cờ ra con mấy? Con mày gì ra? Mày gì ra? Mày gì ra? Hết vé chưa người đẹp mỏ cài? Hết vé chưa người đẹp mỏ cài? Hết vé chưa người đẹp mỏ cài? Phi thanh dân như bữa nay hai. Bữa nay con cũng 12. Con 12. Bà nội ơi, nó xỉn cái gì đó. Lô tô xô chứ không phải đá banh má. Trời trời. Mày gì ra? Con 12, con 12, con 12, con 12. Người đẹp bỏ cài con 12 là con đầu tiên gạch gạch vô bà con ơi. Con 12, con 12, con 12, con 12, con muốn gì đi muốn gì ra. Muốn gì đây con muốn gì đi muốn gì ra. Con đã sống trên mê lao. Hey mê lao mê lao mê lao. Hey con đã sống trên mê lao. Mê lao mê lao. Con đã sống trên mê lao. Mê lao mê lao mê lao. Hey con đã sống trên mê lao. Mê lao mê lao. Mê lao mê lao. 46, 46, 46 gặp số vuông. 46, 46, 46, 46 số là con mây. Số gì đây? Đọc tên cô nhà kiếp. Bạn ơi xa tình quá thăng con người. Thân nghĩa đã đơn. Ông cũng xin cơ chuyện tình thân. Bạn xa có kiếp rắn. Chàng lòng thành cô giúp. Người ăn đó hứa tiền là ta con 13. Con 13, con 13, con 13. Mẹ gì ra số gì đây số gì đây. Tiếng chạy cua đầy lùi đêm vắng vẻ. Có ai đi về phía những hàng cây. Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay. Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đêm bằng cái chạy đi. Con số 2, con số 2, con số 2. Con số 2, con số 2, số gì đây. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì ra. Số gì đây, ba gì ra. Thì xưa Alibaba dự bằng chân ta chứ chứ chứ. Con số 7 con năm gì đây năm gì ra. Năm gì đây năm gì ra. Dầu anh đây đẩy đẩy đẩy. 57 57 57 57 57 con 57 57 bà gì đây. Cầu mong nguyện soi thương tình cho duyên chúng con. Chào quý vị thân mến, dòng loài đầu tiên đã có một chủ nhân đoạt giải nha quý vị. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh. Anh kinh hàng nào vậy ba? Trời ơi. Quý vị ơi, bây giờ khoan hả sẽ bồi bỏ lá vé quý vị. Và lỡ ở trong khi mà đèn chớp quá anh dò không được là mới có kinh sợn có vé kêu tiếp cho quý vị. 31 vừa kêu qua. Có 1. 13. Có 2. 42. Có 3. 57. Có đủ. Rồi hợp lệ. Dạ chúc mừng anh. Dạ coi. Dạ 13, 31, 42. Dạ chúc mừng anh luôn. Rồi Nhi còn mấy vé em ơi? Hết vé không? Rồi bây giờ quý vị ơi, bây giờ ai có vé trên tay hướng mắt dựng sáng và bắt đầu dò số. Số gì đây?
còn heo làm gì, rừng u minh nó mũi cắn là ông sùm bọc còn vô bắt đầu em kêu lô tô mày cái gì ta xuống gì đi con mày gì đi mày cái gì ta chúc em xin chúc vui tươi chúc cha chúc mẹ chúc thầy bình an chúc gì chúc vừa giàu sang mua mai mà bán đắt ngày càng mà thêm lên chúng trò ăn học mau nên năm sau mà thi đỗ có tên trên bảng vàng mà chúng ai duyên phận lỡ là ông tơ bạc buông tơ đàn mỗi giây chúc cho người làm ruộng cấy cày năm sau mà thu hoạch một mùa mà thành hai chúc cho người vừa mới thọ thai năm sau kiếm được con trai mà nói giọng vàng chúng ai lạnh lẽo cô phòng năm sau mà kiếm được người chồng mà giàu sang chúc cho người dũng sĩ hiền ngang trăm trận trăm thắng lấy lần mà tiến tâm còn số năm con số năm còn số năm mấy gì ra con năm gì ra năm gì ra năm gì ra nàng tên châu pha người sơn nữ bông hoa núi rừng đẹp xinh đơn sơ hôn trong trắng cho đời ước mơ gọi tên nàng tên châu pha năm mươi ba 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 con năm mươi ba con năm gì đây năm gì đây con năm gì đây năm gì đây năm gì đây sao tôi gặp bà hoài vậy năm gì đây năm gì đây năm gì đây con năm gì đây năm gì đây năm gì đây năm gì đây con năm gì năm gì đây năm gì đây núi Hằng Sơn giúp anh đi đồ năm mươi một năm mươi một năm mươi một mấy gì ra số gì đây con mười gì đây mười gì đây này ngựa ô kiều vàng mà em khớp xôn xao câu hò điệu ly bóng chàng ơi băng qua núi đèo cao cao chập trùng đưa chàng về dinh sao xuyến lấy chung tình đây con mười chín con mười chín số mười chín con mười chín và hồi nãy ai đưa em 200 ngàn em chưa có thối cái gì ơi và nhà nhớ giờ xíu nữa là quên rồi đó đỡ tác giả xiết não quên á số gì ra số gì ra con số gì đây số gì ra lời nói đầu môi anh ơi chốt lưỡi đầu môi phải xa đây thôi xa em ra rồi người ơi vì sao tình tôi chỉ phải bên anh đã lâu vì sao anh thì không hiểu vì sao con số sáu còn số sáu còn số sáu còn số sáu còn số sáu số gì đây số gì đây số gì ra ba gì đây ba gì ra một trái tim khô một trái tim mùa đông trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu số đời em vẫn mãi là người đến tao nên đành ôm học một mối tình cảm ba mươi lăm là tiếng lá cờ xích lô xin điện chân trời ơi ai gì ai mà hơn quá vậy tôi chưa có tiêu luôn đó trời rồi chúc mừng chị gái nha rồi bước lên sân khấu giùm em luôn đi chị và còn quý khán giả nào trúng thưởng không bước lên sân khấu đi trời ơi dòng mình nãy hai em trai dòng này hai chị gái rồi 35 vượt kêu qua và có 1 53 có 2 19 có 3 số 6 và có 4 rồi hợp lệ nha chúng ta hướng qua nhìn sáng và bắt đầu cho số mấy gì ra số gì đây mấy gì ra con mấy gì đây mấy gì ra bóng vé ra dò số vô con mấy gì đây mấy gì ra nhảy đi chạy nhảy đi tăng 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 la ta đang tăng 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 dột chứ phải nhảy chứ tao nhảy được tao con mày đó mày gì ra nhảy tiếp đi nhảy mà lên nhảy con số 7 con số 7 kêu con số mà tôi sốt sổ đổ tháo cho cái tầy mày gì ra cơ ra con mấy gì ra con người gì ra mày gì ra khổ đời nay ai mà con trai lại nhuộm tóc hay lay con mười hai mấy gì ra số gì đây con ba gì đây gì đây về đây bên
số gì ra, ba gì đây ba gì ra, ba gì đây ba gì ra, còn đầu ăn cám 38 còn 38 38 còn bốn gì đây bốn gì đây, các em thiếu gì, các em thiếu gì, các em thiếu gì học hành cho tốt, 41 còn mấy gì đây mấy gì ra, mấy gì đây mấy gì ra, a tiên hỡi gì sao đành tâm có tiếp nơi chốn sơn lâm này, tin là tin đó nước bình yên, mơ là mơ chúng mình sẽ duy nguyên 40 còn 40 còn 40 còn 40 còn 40 còn 40 còn hai gì đây hai gì đây, ngày qua ngày chờ tết ngóng trông yêu là loại vừa qua đã có một chị gái đột dạy quý vị, trong trường hợp và không có mưa không có gió mà vẫn có kinh sổ thì quý vị khoan hãy xã hội bỏ lá vé quý vị để mình có cơ hội mình dò tiếp trúng tiếp nha. Rồi trời ơi ôm con gấu mà trúng nữa coi chỗ đó mà ôm. Rồi 41 vừa kêu qua có 1, 38 có 2, 27 có 3, 12 có được. Rồi hợp lệ ai bán vé cho chị vậy? Chưa còn. Rồi mời chị lên sân khấu. Rồi trời ơi đi chơi mà mặc cái áo màu hơn quá ha, rằm tháng 7 mặc cái áo mà tôi tưởng đâu là nguyên một cái tờ với tiền vàng bạc không đó trời. 27 12 38 41 dòng loại 7774 ok. Dạ xin mời anh trai bước lên sân khấu. Em ạ, bãi đọc số không có đường để con nói luôn em ạ. Thấy bạn nữ những duyên duyên dáng trong sáng rạng người, ánh mặt trời tươi xanh như cái nồi canh lấp lánh 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 kim cương duyên thanh vàng, sẽ được nghiêm trang đàng hoàng khép đôi chân dài 1m12 xòe vào đầu ngón tay để ngay trước ngực thực hiện cái nghi thức kính cẩn nghiêng người nở một nụ cười công nghiệp tinh xảo 6.5cm. Kính chào toàn thể quý vị. Dạ em không hát nhưng mà một hồi nữa đây cuối chương trình em sẽ có mời một bạn diễn viên của em tới đây, em tấu hề nhẹ cho quý vị cho nên quý vị ở lại tới cuối chương trình giùm em nha, nhớ cổ vũ vỗ tay quý vị ơi. Dạ đây quý vị ơi, cho chị hỏi nhẹ đi giải lộ sao không cạo râu mẹ, rồi bán vé đi không trả lời được thì bán vé đi, bữa sau không có dao cạo nữa chị đưa cho chị nhiều lắm, chị râu cũng nhiều như cưng vậy đó. Còn bao nhiêu dè bà đọc nà bà nói ra ha ra sao lại con này nà lại hát tiếng Việt mà nghe còn muốn chết nữa, mày hát tiếng Khmer con điên không biết đứng chờ ai hả, người ta là ta chờ nội người ta còn mày là chờ trai đó, trai đó rồi anh con dè được còn dè hậu còn bao nhiêu dè nữa, ăn dày không hả, ăn dày không, chị tặng cho một đôi vuốt mọc của chị nè, mang có 18 nước chưa đứt. Rồi quý vị bây giờ ai có vé trên tay hướng mắt nhìn sáng bắt đầu dò số vậy ơi. Số gì đây, số gì đây, mời cô bác có vé vào này trở lại đây. Nghe kêu số tôi đã có mấy con số gì đây. Số gì ra, số gì đây, số gì đây. Mùi tóc là môi da tư tình. Em xin gửi lại anh với tất cả tâm tư, em cũng xin gửi lại anh. Dù mai em theo chồng, đời đời em chẳng nhớ nhớ. Còn 40 còn hai gì đây hai gì ra, hai gì đây hai gì đây, còn hai gì đây hai gì ra, con theo cha xuôi ngược chẳng đường buồn ba, đầy chiếc áo ngày xưa con khoác lên cho diện chứ chung tình, ai ơi có thâu cho lòng cái gì có cái dành tay bất tình sợi lông mà bớt sao dính cái đầu tóc giả nó rớt theo luôn đi má. Tay bất từng sợi lông ngóng trắng
vô 28, 28, 28 số ra con mấy. Số gì đây, số gì ra, số gì ra, số gì đây. Chẳng gian từ giá xuống khối ông này, tay chép tăng qua ở trên trần, đừng có dối gian xuống tay ta cứ làm tóc khúc. Trời ơi sao nghiệp quan bắt ta phải đền mạng này. Quá thiếu bánh dân cùng, quá thiếu bánh dân cùng, quá thiếu bánh dân cùng. Hãy khai màu rõ ràng mà tặng tận đây con số 9. Còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số 9, còn số 9 rồi. Rồi ra mà còn mấy cái gì đây. Số gì đây, số gì đây, số gì đây rồi. Rồi ra mà còn mấy cái gì đây. Kể từ lúc con son lên đèn, lòng bước theo hào trình, thì ta đây mới hay, hai đứa nó trong đêm ầm ầm. Còn 15, còn 15, còn 15, là một tiếng nữa là biết tôi rồi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Dạ. Mấy gì ra, số gì đây? Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng? Xin đừng có ghé quán em đây không bán sầu riêng, mà em bán cái hộp sầu riêng con số 10 nguyên. Còn số 10, số 10 nguyên, số 10 nguyên, số gì đây? Ba gì đây, ba gì ra? Tôi đây là đi nắng ngắm, còn phải xây ước mơ. Ngày là ngày qua phố, mắt em tôi chưa từng sầu nhớ. Tuồn cho tỉ, mày nhớ nghe, tao ra nói là mày phải chạy cho tao, mày nói y chang tao vừa ra, tao kinh khỏi nói thiệt, khỏi tập nữa. Chưa kịp kêu con số luôn, cầm ở trên tay chưa kịp kêu. Mày dặn hết cái này, tao ra tao nói là mày nói theo tao nghe, tao ra tao nói mày nói theo tao ra, không ai nói hết. Dạ má ơi, má dò số nè, má nhiều chuyện với hả chị. Rồi quý vị thân mến, dòng loại vừa qua có hai chủ nhân đoạt giải quý vị. Rồi, chủ nhân đầu tiên, lại là kinh số mấy vậy? 16 vừa kêu qua. Có 1, số 9, nhị thiên đường, 32, 32 tam tông miếu, 40, tứ đổ tường. Chúc mừng. Đó, em chọn con nào? Con này hả? Rồi chúc mừng em nha. Rồi ủng hộ dòng loại tiếp theo nha. Và quý vị thân mến, bây giờ thì nhân viên cũng trao xin dưới một vụ dòng loại cho quý vị dòng loại tiếp theo. Và bên trên để sân khấu lắng động, và em xin cúng dường một bài hát. À xin lỗi, em phục vụ bài hát. Dạ, bài hát được mang tên Em đi trôn cỏ. Đời phù sa thưa mẹ gặp cha xuống đời phù sa. Đâu mất tiêu rồi, con Dương thằng vàng thè đâu rồi. Rồi quý vị ơi, bây giờ ai có vé dơ giùm em, ai chưa có vé dơ giùm em, đôi tay ngà ngọc, quý vị em đều nhân viên phục vụ cho quý vị nha quý vị. Và quý vị cũng thông cảm thương tình giùm, và Lộ Lộ phải ở sân khấu để giữ cái nhiệt cho sân khấu, thì tất cả các chị em sẽ trào phía dưới phục vụ vé, cho nên ai cũng được mua, ai cũng được quý vị. Đừng có mình có nhiều người thì yêu thích, thí dụ yêu thích Phi Thanh Dân thì đợi Phi Thanh Dân tới mới mua hả. Vé tao không bán đi, mày lợi mày hỏi tao yêu người á, tao có vé tao bán liền rồi. À đó thì em rất là hiền từ quý vị. Tháng 7 em ăn chay nữa.
đó. À, gặp ai mua ủng hộ cũng được quý vị, và ủng hộ cho Rò là ủng hộ cho chị em chúng em. Và em sẽ tận và ai muốn chụp hình với nhân viên nào chút xíu, tụi em cuối giờ có đứng trên sân khấu đợi quý vị lên để chụp chung tấm hình, và tụi em rất là trân trọng những khoảnh khắc đó. Cho nên quý vị cứ yên tâm, ai mua của ai cũng được. Đừng có mua người này mà không mua người kia, tội nghiệp người ta, ta buồn. Dạ mấy chị đặc biệt như chị Diệp Thanh Thanh, chị già bán ai mua cho người ta buồn. Rồi vé vé, trời ơi vé đây nè, đứa nào lấy vé chị ha. Giang Giang Giang, trời ơi đặt cái tên vàng vàng chạch vậy đó, mặc bộ đồ trắng cái gì vậy mẹ, vé đâu đi đâu vậy mẹ, trời ơi ba Cầu Cầu, chứ đề nghị ba Cầu Cầu về giảm cân ngay lập tức nha, bà đi mà trúng mặt người ta quá rồi đó, nọng mà quăng qua quăng lại luôn đi mẹ. Trong cái đoạn em có hai cái con nhỏ mà đầy khuyết điểm, là một là con này mới vô nè quý vị, dạ đi tới đâu nặng nọng đó quý vị, quăng mở bụng nữa, quăng vậy. Chị Khmer mà, nhưng mà em cũng có biệt danh là người của cô gái Khmer mà. Em phải ở Khmer. Vậy sao mà bữa nói nghe nè, bữa chị có nghe người ta nói là bà con mình yêu thương, yêu mến em lắm, nói là tặng em một cái tờ rất là dễ thương, mã cô gái Khmer. Không, nhưng mà em ở Bến Tre. Vậy hả? Không chịu hả? Không. Thiếu chị. Nhìn con này nhớ, nhìn con này nhớ bữa đi giật cô Hồng dễ sợ. Rồi các bạn chưa vé của chú chị mình. Rồi mấy vé nữa anh. Ủa chị. Lộ nè, bên đây nè vé nè em ơi, bữa đây nè. Tại thường bữa giờ không có diễn, bữa giờ toàn nhắn tin không mà để cái hình đàn ông em kêu bằng anh, tự nhiên quên hai lần. Tên gì? Hội anh Lê. À anh Lê Lê, đâu? Anh đâu? Hội. Anh Hội hả, anh Hội đâu? Đó. Cầu Cầu. Trời ơi, cái tên đó tên con gái nè. Lê Anh Hội. Rốt cuộc là tên gì? Thoại Anh Lê, Lê Anh Thoại tên gì? Ý là nick là Thoại Anh Lê, còn tên là Lê Anh Thoại. Đó đấy chưa? Người ta nghe kìa đó không? Câu 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 Lê Anh Thoại, Lê Anh Thoại. Dễ thương. Rồi giờ số luôn cô chú chị mình ơi, ai chưa vé thì nhấc nhẹ đầu tay. Vé ngoài sân khấu ngoài kia luôn kìa. Sân khấu ngoài xa luôn kìa nhân viên ơi. Có hai anh trai đang giơ tay kìa. Số gì đây? Anh, ủa chị Cầu ơi. Nghe cái tên đau bụng ghê. Nghe cái tên Cầu. Ở đây nè chị. Cái tên Thoại đó đó, em có một bà chị tên là La Kim Thoại, ta đặt dễ thương tự nhiên đặt Cầu Cầu. Nghe đau bụng dễ sợ. Qua bên đây nè, sân khấu bên đây nè chị ơi. Còn hai vé nữa em cho đồng cầu nhả xuống luôn cô chú chị. Xuống gì đây con, mấy chị đây mấy gì ra. Mấy chị đây mấy gì ra nhanh. Cái tay lẹ cái chân hát ít mà thay đồ nhiều ha. Trời bây giờ trời cho cái này mất cái kia, cho được nhiều đồ mà hát không được cũng ổn ghê, cũng ngộ ha. Tóc vàng mà bát đen cũng ngộ. Ở đó nội soi công công hả, hả nội soi công công. Ở đây có Nhã Vi nè, soi chị. Nghe này phải là nội soi công công. À là đó dẹp, dẹp có soi luôn đó, có soi ra con gì luôn chị, đó. Chị cầm một hơi nó cúi tay chị đó. Cái con này nè. Rồi hết vé cho chị ơi. Chị quơ hoài có ai mua đâu. Có vé hết rồi đó cô chú anh chị. Giơ tay lên cô chú anh chị mình ơi. Bên sân khấu nè, bên sân khấu này nè à, chị Cầu ơi. Đúng rồi. Ba vé nữa hả anh? Ủa chị. Sao? Tự nhiên cái có 12 ngày không làm mà em cũng thấy ai bằng anh hết đâu á. Tại ban ngày toàn là kia đi chơi với nhau mà toàn bằng anh không, mà đâu có dám kia bằng chị. Nói nghe là bên này thấy cái mấy tóc lạ hà nghi lạ lắm hà nghi. Mới buồn. Tổ, tổ. Không, cái này là mua. Để chị mà tóc thành như vậy kìa. Khổ. Số gì đây? Số gì đây mong nghe ra rõ. Số vô con mấy gì đây mấy gì ra. Bốn gì đây bốn gì ra. Cái giếng nước trong để dành mà tưới hè. Về đây bây giờ bỏ mẹ mà theo trai. 42 con năm gì đây? Năm gì đây? Na 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 na. Na 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 na
số gì đây, số gì đây. Em lặng nhìn theo người bước xa, bao nhớ thương đông đầy ngập tràn trong tâm hồn ta. Em ước mơ ngày mai thái bình. 29 còn 29, 29, 29, 29 số gì đây, số gì đây, số gì ra. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Ngày lên xe cưới anh buồn từ những khắc ghi. Có chừng ngọt của le le của mày đó. 54 vừa kêu qua. Có một con 54. Rồi đi vô trong mới dò được mấy con kia mẹ. 42 có 2. 29 có 3. Và con số cuối cùng là con số 2 quý vị. Có đủ. Rất là may mắn. Dòng lời này chỉ có còn, một chủ nhân. Còn một anh nữa nè. Hả? Kìa bên kia đang đi kìa. Trời ơi. Chúng thưởng chạy thật nhanh thật lẹ. Mà quần đùi đi chậm quá cha. 54, 42, 29, số 2 y chang quý vị à. Và 71 dòng loại và hợp lệ nha. Rồi lên đây rồi chị lên sân khấu để nhận quà. Cà heo hơi bị nhiều nha. Chợ. Yeah, yeah, lô lô, yeah, yeah, lô lô, yeah, yeah, yeah. Đó, nó dơ máu vậy nó mới vô. Em không có mua fan. Đi báo chí để đến tác nghiệp ủng hộ cho đoàn Lotus Sài Gòn Tân Thời quý vị. Và sắp tới đoàn cũng có những hoạt động thiện nguyện như sau. Vào trung tuần tháng 8 âm lịch, đoàn sẽ tổ chức một đêm cũng là Lotus Show nhưng mà với chủ đề là rước đèn ông sao, dành cho đối tượng là các em thiếu nhi tại quận 1 và các quận lân cận. Và sẽ có tổ chức là dự kiến là sẽ có tổ chức thi làm lồng đèn ông sao truyền thống quý vị. Và đoàn cũng sẽ giữ bản sắc truyền thống của lễ hội đó. Và sẽ có múa lân, múa rồng, múa phụng. Có dạ. Múa bài đề không? Có múa bài đề không? Không có múa bài đề, ok. Bài đề bữa đó tao cấm không cho hát. Phải múa. Rồi có hàng Nga chú cuội để hóa thân và thành những hàng Nga chú cuội để phát quà cho trẻ em ngày hôm đó nha quý vị. Và rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cho đêm Trung Thu đầy ý nghĩa đó. Và tiếp theo nữa là đêm lễ hội dành cho các bạn trẻ, đêm Halloween Night sẽ tổ chức vào cuối tháng này. Và sẽ đêm đó là các bạn tới sẽ được hóa trang miễn phí nè. Và các nghệ sĩ sẽ hóa trang thành những hình tượng rất là phù hợp với lễ hội Halloween nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe qua tiếng hát. Em chơi khô máu với bài này em mới chịu. Hey.
chuyện sống lên đây nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đường đâu. Đừng buồn nhé em, đừng sâu nhé em, tình yêu là những mùa sau bay veo trong đêm. Bữa giờ giấu tớp muốn chết rồi, hát bài này lộ tớp muốn chết luôn. Có số lượng thì bên trên chúng em thấy cô chú chị cũng đã có lá vé rồi, thì bên trên chúng em sẽ cho làm tòa nhà số liền và không bán vé thêm nữa cô chú chị mình ha. Đó thì cô chú anh chị nào mua một tờ lá vé thì cũng kiểm lại tờ lá vé của mình. Lật ra phía sau mỗi vòng loại thì bên trên chúng em có một ký hiệu khác nhau. Lật ra phía trước 3 số là thiếu, 4 số là đủ và 5 số là dư. Số lưu, số mờ của chú anh chị mình thương tình đổi qua cho một tờ lá vé mới, để khi bên trên chúng em đang kêu cờ của chú anh chị mình chạy lên đổi thì nó mất cuộc vui của chú anh chị mình ha. Vé đây nè. Anh Giang ơi. Ủa chị Giang ơi. Chị. Dạ chị. À, chị. Chị vàng, tóc dài màu vàng, cái bát màu đen. Vé giùm em. Dạ, để còn ai chưa vé luôn cô chú anh chị mình ơi. Nói thật sự là em không phải là em đua đòi theo người ta, nhưng mà tại vì em đứng với em biết bữa nay có Dương Thanh Vàng diễn chung với em nữa, mà thường bữa em mang đôi dép kia nó thấp quá, em sắm đôi cà kheo em đeo cho có với người ta, xong rồi nhảy không nổi nó cạp. Lát thì mang chung với Dương cho vui. Ủa có nữa hả? Bắt trước mua sao là gọi bắt trước. Lên đây. Hôm bữa chị hỏi em chỗ mua đúng không? Là sao? Là bắt trước chứ sao? Em hỏi nó chỗ mua mà em mua rẻ hơn nó 100 ngàn ăn ở. Không phải, tại tánh em thiệt thà lắm, ai nói thì sao em mua vậy hả? Được bán không được thôi sao chị? Trời ơi, sao hai má đi giành khách vậy? Chị em trong nhà không à, đừng có làm cho mẹ Thanh bả buồn. Dưới cuối, ở ngoài sau còn có ai chưa vé không cô chú anh chị mình ơi, giơ tay giùm em luôn ha. Rồi mất ngoài bên sân khấu luôn kìa, sân khấu cũ, ủa sân khấu nhỏ kìa chị ơi. Chị ơi. Anh Vàng ơi. Thấy chưa, kêu chị không nhìn. Vé ngoài sau sân khấu nhỏ kìa chị. Vâng đây, ngay từ bây giờ cô chú anh chị là có vé cầm tay hướng mắt về sáng chuẩn bị. Do số. Số. Kêu là số gì ra, số gì đây mấy cái gì anh cao à, vậy đi tao có ngu gãi guốc thì sao. Số gì đây mấy gì ra, bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra, nhăn cái tay lẹ cái chân mày cái gì ra, mày gì đây mày gì ra. Rồi chị ơi hết vé, giờ xấu số lắm rồi chị ơi. Bốn gì đây con, bốn gì đây, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra, sổ số luôn chưa. Bốn gì đây, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì đây con, mấy gì đây, mấy gì ra. Em chị thích chứ cái gì thôi. Quá cái gì sổ số chạy vô đi chị, sổ số chưa chị khỏi quá. Bốn gì đây bốn gì ra con, bốn gì đây bốn gì ra, tuổi em còn xuân như bông hoa mà mới nở, ông buồn đợi chờ bao kẻ ước mơ, em hãy phòng hờ kẻo không là nguy khốn. Bốn mười bốn, bốn mười tư, bốn mười tư còn bốn mười bốn, bốn mười tư mấy gì ra, số gì đây, số gì đây, sao nhân tâm con 43 con 43
số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con nằm gì đây, con nằm gì đây. Lão lão lão, con này lão, 56, 56. Tôi chửi ai vậy? Tôi chửi ai vậy? Chị lên gọi. Số gì ra, con số gì ra, con số gì đây, con số gì ra, số gì đây. Số gì ra, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, hay dừng chung quán em. Con số gì đây, số gì đây, con bốn gì đây, bốn gì đây. Đường đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em thẹn thùng, em không nói. Em bây giờ mới tròn 45, con 45, 45, 45, con 45. Anh xã gì nói vậy? Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu, hát hiu hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn thiêu đứng hết hồn bà già ca mà bà cầu một đẹp. Người lặng lẽ buồn thiêu nhìn 29 số là con mấy, hỏi kìa hỏa quân tướng sĩ. Yeah! Anh ơi hỏi kìa tướng sĩ ba quân. Yeah! Hỏi kìa hỏa quân tướng sĩ. Yeah! Hỏi kìa tướng sĩ. Mày hỏi cái nữa tao đạp mày xuống liền luôn á. Nhớ một chữ đức chồng ta đấy nha. Lên. Do con chàng này anh hùng yêu cao chí tài, người xưa giữ gìn việc nước sông Hà. Biết tâm diệt thù, bây giờ em đây nát lòng, người xưa giữ gìn thủy chung. Ông anh ơi, trời ơi con kìa mơn mởn tươi xanh chạy lên luôn gặp nội em. Bịt khẩu trang vô mấy má ơi, tém tém nè chị, chạy chạy lộ ơi. Tay ơi sập cái bàn của tao là bữa nay khỏi lãnh lương đó tay. Con nhỏ này nó bê chai mà tới đốt nhà luôn. Trời ơi con, anh đưa cho em cái vé anh. Con nhỏ nó không có trao thưởng đâu, em mới là người trao thưởng. Trời ơi anh quanh trong tròn. Đứa nào ra đứa sao bưng dĩa trái cây cho ta tế ba con này coi. Mấy thằng ông nội này làm quá à. Thiệt luôn á. Rồi tấm vé đầu tiên 58 vừa kêu qua. Có 1. Bao 43. Có 2. 25. Có 3. Số 10. Có đủ. Dạ chúc mừng anh. Trời sao anh trắng như vậy, mua kem nền anh tốt với anh. Anh có một rùi thì ghét quá à. 58, 43, 25 số 10. Có đủ. À 749. Ok dạ chúc mừng anh. Rồi, dạ,
trao gấu đi mấy mẹ. Trời ơi thiệt chứ, nó có mấy con này mà nó con này mà bữa sau nó diễn nữa tụi con mấy người. Rồi dạ bây giờ em mời hai anh dạ đi bán vé đi mấy má. Dạ tiến tới lập cầu mình bốc thăm chúng người với anh. Dạ mời anh. Ok số 3. Trời ơi số cao dễ sợ quý vị. Số 6. Nói chung anh đã đẹp trai rồi còn may mắn nữa. Anh bây giờ anh lấy gấu bông hay gấu bóng lợi dụng đi. Đó. Anh lấy con gì anh? Để cho người ta lấy mà. Trời ơi trời. Bà nội cha không. Tao quất một cái méo của quần độn mông nha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chúc cho em số điện thoại địa chỉ nhà. Rồi quý vị thân mến. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một tiết mục rất là dễ thương từ người đẹp Luna của đoàn Luton Sài Gòn Tân Thời. Mà biểu diễn Happy Soul. Sau lúc chân chán rồi và đầu óc cứ như rối bời, muốn cho đi cho lòng xa vời, nhắm mắt ngắm thân mình vào dòng nước mắt xanh vô dẻo đưa bàn chân lên đầu. Ai chưa có vé mua vé đi chị ơi. Ai chưa có vé đưa gọt ngón tay lên. Anh tấm 90 bôi đâm da si. Và quý vị thân mến, trên tay lừa đội đang cầm giấy chứng minh của anh Nguyễn Phước Thắng là đánh rơi. Anh Thắng ở đâu? Liên hệ khách sạn phía trước gặp em nhận chứng minh. Gớt cái bóp luôn hả? Dạ móc nguyên rớt nguyên một cái bóp luôn. Anh Nguyễn Phước Thắng dạ bước lên sân khấu nhận giùm em, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ anh Thắng ở đâu trở về sân khấu nhận lại cái bóp nha. Không phải bà giơ tay với mẹ. Bà là Nguyễn Phi Khanh chứ đâu phải Nguyễn Phước Thắng. Rồi quý vị ơi, trời ơi quầy thịt nướng em mua than tốt tốt chút xíu đi trên đường có khói mẹ ơi. Bà bữa nào bà đông đông khách là bà đốt khói đốt tảng ra cho ta đuổi bớt hay sao bán không được hay sao mà ngộ ghê vậy đó. Quý vị thân mến, và tối đêm nay năm danh hài trẻ Hữu Đăng sẽ có mặt để phục vụ cho tất cả quý vị một chút ít phút nữa nha quý vị. Và Hữu Đăng với Dương Thanh Vàng sẽ có một màn biểu diễn rất là nóng bỏng nha quý vị. Và lột tóc giả lẫn nhau. Và chút xíu nữa Hữu Đăng sẽ tới cho nên quý vị náo lại chút xíu nữa để xem những màn biểu diễn rất là hấp dẫn với sao nha quý vị. Và bây giờ quý vị ơi, ai có vé trên tay hướng mắt dành sẵn và bắt đầu dò số gì ơi. Tầm tầm lâm tầm mình lâm tầm lâm tầm lâm số gì ra mấy gì ra trở lại đây mà nghe số mấy gì ra 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 lăng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy con mấy mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Oh yeah, ghế bên đây nè, đâu rồi chị cầu ơi, cầu ơi, bên đây, bên đây. Rồi kêu số đó bà con ơi, số gì ra, số gì ra, tôi là con mấy, số gì ra, mười gì đây, mười gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Ông si là bập bà là bập hoa. Làm gì làm sao biết là bông ba là bông không xí là bông ba là bông qua cá la mâm sập bông sập bông sập ba má la ông thì ít xí là bông ba là bông ba là bông 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 con mười bốn con mười bốn con mười bốn em thấy má anh tụt dần với bà nội con mười bốn con mười bốn con mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây con mấy gì đây mấy gì ra con rắn không chân bò năm mà bảy
không vú nuôi chính mà mười con à. Phải chi nhan sắc em còn mặt mày xấu xí lại còn mà giả điên của ba chục nguyên nguyên ba mươi nguyên ba mươi số gì đây số gì đây số gì ra số gì đây tôi là tôi vô tư bao kiếm chớp phong lên đà dạo ra luôn trong tình già than mong đến mơ bà em luôn trong tình già hồi gian già hoàng đau ư ư còn số tư là con số bốn còn số tư còn số bốn còn số tư xuống gì ra xuống gì đây ít người gì ra mười gì đây không giờ rồi anh ngủ đi thôi hơi đâu mà lo lắng anh ơi mình nghèo mà vớt mép thương nhau còn hơn giàu có mau đổi thay mau chẳng lẽ nghèo hoài hay sao còn mười sáu còn mười sáu cái còn mười sáu còn mười sáu còn mười sáu đây còn mười sáu còn mười sáu ba chị đây tập thấy hơi thở ba chị đây con ba chị ra ba chị ra ba chị đây tóc em dài em đi mà trong nắng tóc em ngắn em đi mà trong mưa tóc em thưa em đi mà trong gió tóc em thật to cái đầu em chọc lắm cái đầu em chọc lắm em đi vô chùa từ đây 37 con 37 37 37 số gì đây số gì đây số gì đã ra có mấy còn mấy gì đây mấy gì cha mười gì đây con mười gì đây má của em nhớ buồn mà đi mang biết đổ bánh trăm tiền trăm bánh xèo gia đình em nghèo thiếu nợ 300 còn 15 còn 15 còn 15 còn 15 còn 15 mấy gì ra ai gì ra có ai đợi chưa một buồn nếu duyên không thành đẹp ơi lan cắt tóc rào đầu chọc lóc đi mà vào đẹp hôn 24 chết thì ho 24 con số gì đi xuống gì ra xuống gì đi xuống gì ra cái tháng này đây trời đông mà lạnh quá lạnh gì mà như cục nước đá chứ lạnh này không phải lạnh ngoài da lạnh của bà bóng bề đê chưa chồng chưa chồng đêm đêm nằm ngủ phật phòng lăn qua mà lộn lại với trong lòng lạnh lẽo làm sao muốn dắt chiêu qua ngủ với anh kế bên nhà nhưng ngủ giữa chừng thì trời mưa lâm râm con số năm 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 đợi chưa cái đừng có giọt cái đừng có tung cái đừng có giọt cái đừng có tung số gì đây hai gì đây hai gì ra cùng bắt dâu trên đường trường sơn hai đứa ơi hai đôi ta hồng đường xa trắng mùa này đẹp lắm trường sơn đông với trường sơn tây 27 con 27 27 rồi số gì đây số gì đây con năm gì đây năm gì đây con năm gì đây có bốn tay trò lên núi mà tỉnh kinh cái mặt trình hình đặc trưng mà bát giới cái tay phê với là quỷ mà sa tăng cái mặt hay nhân là cường mà tam tạng cái tánh liều mạng là tu mà ngủ không người cầm cái ly là Quan Âm Bồ Tát người cầm cái bát Phật tổ mà Như Lai qua bên bàn tay Đức Anh mà kỷ đột con năm 11 51 51 51 51 cái 51 51 số gì ra cái 10 gì ra 10 gì đây 10 gì ra cái 10 gì đây thôi thôi chàng ơi gãy đôi nhịp cầu gãy đôi lá nhịp cầu chàng ơi có biết tan nát tim em từ ngày lên xe quá vì đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta ngắn con 18 con 18 cái con 18 con
cái giò số tiếp. Số gì đây? Ai để 24? Ai để 24? Ai để 24? Bốn gì đây? Bốn gì ra? Bốn gì ra? Bốn gì đây? Có con kiến và bò ngao mà bông bi. Thấy tóc em dài để ý cái anh thương. Anh thương mái tóc cái gì con? Nhắc em hai phục bò con. Trên đầu mặt anh thương em mặc áo cái dạng bầu. Mặc cái quần ống túm cái này đâu đây dài cái tiếng cô. Bốn một vô. Bốn mươi một. Bốn mươi một. Dạ chạy lên đây giùm em có anh chạy lên, chạy lên đây mình ơi. Dòng loại này lắm quá, anh tắm không mà đi. Dạ. Cái gì vậy mày á? Dòng loại như gọi là một anh trai đẹp trai tươi tắn đột giải nhau gì. Dạ con số như kia qua là con số 41. Dạ hợp lệ anh bước lên sân khấu với mẹ anh ha. Và có một anh trai trời ơi. Bạn vẽ đi mấy mắt má ơi, chạy thích nữa. Em muốn sống bên anh trọn đời. Ai không sống mình mày trọn đời tao chết cho coi ha. Rồi 41 như kia qua. Có một, đã đăng ký anh 30. Có 2. 27. Có 3. Số 5. Có đủ. Congratulations. Rồi 41, 30, 27, số 5. Dòng loại 762. Dòng loại 762. Ô bên em ơi. Dòng loại 762 ok à. Dạ anh. Dòng loại 56. Hợp lệ. Dạ số 41. Có 1. Ok ha. Chuẩn bị tập trung vào sớm. Dạ chuẩn bị vào sớm. Rồi ai chưa có giấy vô tay cho được tay tay ngà ngọc cái gì ơi. Chị Lỗ ơi trước mặt chị kìa. Họ mới lên mới đánh được rồi. Số gì đây? Số gì đây? Trời ơi thắt tóc luôn hả chị Na? Xuất sắc. Rồi con ai chưa vé xin tình ủng hộ giùm em luôn cô chú chị mình ơi. Trời ơi con nhận nó khỏe vậy sợ. Gì anh nè? Số gì đây? Vé ngay giữa luôn nè chị ơi. Xuống gì đây xuống gì ra con mấy gì đây mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra mong vé ra dọn xuống luôn. Vé bên đây cái gì nè? Vé đâu? Đây có thấy đưa tay nè có không? Không. Chỉ là lộn rồi. Xuống gì đây? Vé vé chị Phương Nam kia ơi. Phương Nam đấy. Cái chỗ cái đúng rồi đó. Rồi để Cường chạy kìa. Xuống gì đây mấy gì đây con hai gì đây hai gì ra hai gì đây con hai gì đây hai gì ra con hai gì đây hai gì ra má của em biết buôn mà biết bán biết đổ bánh đáp biết đáp cái bánh xèo gia cảnh em nghèo thiếu nợ mà bạc trăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm số đầu tiên hai mươi lăm hai mươi lăm còn hai mươi lăm số ra con mây số gì ra số gì đây tôi vô mọc hoa tôi ghe chính hưng tôi qua cao lánh tôi về hồng mình đâu đâu cũng có nghĩa tình đâu đâu cũng có bao công trình dựng xây đây con số bảy 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 số gì đây số gì đây số gì ra năm gì đây năm gì ra thôi thôi bà ơi rồi làm sao ngày rồi nhiều cầu cũng đau cài đây đổi nhiều cầu bà ơi có biết cái gì ta đã tìm tôi ôi nghe đơn xe hoa làm đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta cách xa à nhà năm mười ba 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 mấy gì ra số gì ra năm 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 gì ra như ba cô gái ở Tây Ninh cô gái Tây Ninh ngồi bán bánh in cô ngồi trên in như ba cô gái ở Tây Ninh ngồi bán bánh in ngồi trên in như ba cô gái ở Gia Lai cô gái lại ngồi nhậu dai dai nhậu lai gai cô nhậu một mình như ba cô gái ở Gia Lai cái nặng nữa đây cái nặng gì ra cái nặng gì đây tôi kể người nghe chuyện tình lãng và điệp là một chuyện tình cái đắng lúc tôi còn thơ tôi dám thử mộng mơ nên ghép thành bài thơ lần cuối gặp nhau em nghe nói đừng mà nghe anh
nếu duyên không thành thì bơi lan cắt tóc trốn vào thuyền môn. 54 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
mây gì đây mây gì đa con mây gì đây mây gì đa a à, tiên hỡi gì sao đành tâm bơ thiết nơi chốn sơn lâm này tin là tin nó nước bình điện mơ là mơ chúng mình xè chiên nguyên 20 còn 20 con 20 mây gì ra số gì đây con năm gì đây năm gì đây rượu là uống lắm cũng sai người khôn nói lắm giàu hay mà cũng nhàm năm mười tám còn số gì ra số gì ra số gì ra số gì đây số gì đây số gì đây con bốn gì đây bốn gì đây nào nào mình cũng lại đây như là chơi cho nó hết tối nay ngủ ngoài nhà nào nào mình cũng lại đây như là chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà quanh ta cây bom quanh ta cây bom ta cùng chơi vòng tròn quanh ta cây bom quanh ta cây bom ta cùng chơi vòng tròn quanh ta cây bom quanh ta cây mâm còn 40 còn 5 40 còn 5 là tấm vé cầu hơn theo 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 trời ơi có lẽ nào lời nguyền không sai trai đẹp chúng nhiều lần là có thật. Dạ em nhìn lướt ngang bên dưới ở dưới kia có một anh trai nhìn sơ ngang bốn con gấu ngồi trước mặt. Trời ơi con trai đẹp lúc nào cũng hên. Lên hoài luôn á trời. Trời ơi, anh có bạn trai chưa? Rồi. Rồi, 45 giờ kêu qua. Có 1. 54. Có 2. 20. Có 3. Số 7. Có đủ. Dạ hợp lệ, chúc mừng anh trai. Quá trời đẹp trai em nội ơi. 45, 20, số 7, 54. Dòng loại 533. Rồi, mấy mốt đi mình đừng đi với bạn trai nha. Rồi. Dạ quý vị thân mến, là hôm nay cũng là sinh nhật của chị Diệp Thanh Thanh, một thành viên cụ trào của đoàn từ ngày đầu tiên thành lập đoàn quý vị. Bây giờ chúng em xin mời chị Diệp Thanh Thanh lên sân khấu. Chị là ngọn lửa của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời, cho những lúc khó khăn nhất cũng nhờ chị giúp đỡ và Lộ Lộ có thể duy trì đoàn. Xin mời tất cả thành viên lên sân khấu quý vị, cho em xin 5 phút để chúc mừng sinh nhật cho người đẹp Diệp Thanh Thanh. Chị đừng có khóc, trời ơi mới cắt chị xong chị đừng có khóc, bà khóc nó sưng con mắt lại bà nội đó. Người đẹp, dạ người đẹp chạy nợ quốc gia đúng không chị, huy chương vàng chạy nợ quốc gia, huy chương bạc chạy nợ châu Á, Diệp Thanh Thanh. Rồi dạ chúc mừng sinh nhật chị, hát mừng sinh nhật mà mở cái nhạc disco mấy con điên chị tay mày chị cái lộn. Happy birthday to you, hey. Happy birthday to you, hey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dạ chúc chị sinh nhật tuổi 18 thật là vui vẻ. Dạ 11 đừng bơm môi, mà nếu bơm môi cũng canh giờ, đừng canh giờ hát mà đi bơm nghe chị. Mày lẽ chị thổi đi, thổi đi, nó đi. Dạ chị thổi đi chị ta. Coi chừng văn hạnh căng trả nghe đó má. Dạ. Rồi xin chúc mừng. Cảm ơn chị Diệp Thanh Thanh, I love you. Dạ bài hát. Rồi xong rồi đi xuống bán vé đi. Chị Tây, chị My gửi tặng với chị Thanh. Dạ được, được rồi, tắt cái đó đi anh. Còn một bài nữa, một bài này mà em cũng đã tặng cho chị Diệp Thanh Thanh rồi. Nè, mấy em ơi, chuẩn bị cho quý vị. 2, 3. Thả vui nào, hóa kiếp thân tôi, để một mãi tôi về làm cá vui. Ôi, cá vui người, đi dòng nào. Rồi, tới chị. Hẹp bây bờ ta đây tú dù. Hẹp bây bờ đây tú dù. Chân hương tạ lệ. Rồi xuống bán vé đi mày á. Rồi quý vị thân mến, chị Thanh Thanh cũng là một cái ngọn lửa của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Em xin cảm ơn và xin chúc mừng cho chị thật nhiều sức khỏe tuổi mới và đồng hành cùng với tụi em lâu hơn nữa, đến khi đầu bạc răng long đi không nổi thì thôi. Yeah. Quý vị bây giờ trong khi nhân viên rảo bước phục vụ vé cho tất cả quý vị anh chị, thì ở trên sân khấu chúng ta sẽ trở lại với năm danh hề trẻ mới làm giấy chứng minh nhân dân Dương Thanh Vàng và một nữ nghệ nhân, dạ alo, nam nghệ nhân
và nghệ sĩ hài Hữu Đăng cho quý vị. Dạ, em xin chào toàn thể bà con quý vị khán giả. Dạ, hôm nay nhân dịp rằm tháng 7, quỷ môn quan mở cửa cho vong linh linh đoàn tụ gia đình. Em mong muốn gặp lại người yêu cũ của em, tại vì tụi em đã thất lạc bấy lâu nay. Hẹn ở đây nè mà không biết giờ này sao chưa tới nữa. Hello, hello everybody, say yeah. Bình thường là sẽ kêu dừng, nhưng mà hôm nay để coi nó làm được bao lâu. Ai ngờ cũng không lâu lắm. Ai đây? Sawadikap, khun rai kap nua trek nhung tăng lai bông lai me chua chọn rõi sơ răng mạng chai thọ khư mong tuôn 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 tẹt tùm. Ồ, thì ra là người Thái Lan. Sawadikap, tuôn tẹt tôn, tuôn lộ hàng. Giỡn thôi chứ không có. Hello, hello everyone. Hello, hello everybody, say yeah. Người nước ngoài tưởng tôi không biết tiếng Anh. Sổ là cho nghe nè. Where are you from? I'm from Colombia, Canada. Maroc, cao tốc trung lương, Bình Dương. Bình Dương. Bình Dương. Trung quê. Là tôi Bình Dương, bà ở đâu? Bình Định. Đi cả ngày trời bà cố nội. Nghĩ sao Bình Dương, Bình Định là chung quê? Ai kêu ông sóc sóc, tôi chữ Bình, tôi ghét, tôi cho chữ Bình, nó giống chữ Bình đó. Nói hồi ra Bình Thân Hòa luôn bây giờ à. Nè, đi đâu đây? Đi, đi, anh đẹp trái má. Đi sao? Đâu đây? Hả? Đi, đi gặp người yêu cũ mà tại giờ này tự nhiên không thấy đâu trơn. Trời nè, quỷ già rồi lẩm cẩm rồi đi đâu không? Hẹn ở đây nè, hẹn cái đoàn lô tô mà giờ này không thấy, bực ghê vậy sao? Ê, bà vừa mới làm hành động gì bà làm lại được không? Thì mới nói là bực ghê gì đó, hẹn rồi không tới sếp. Ôi trời đất ơi, sao tôi cảm giác là cái xế đó của bà nghe nó rất là quen. Bà thể nên có thể nào làm lại được không? Ai đâu mà rảnh tự nhiên giữa cái đoàn lô tô mà kêu sếp cái xế cho nghe. Sếp làm lại coi. Sếp ai mà làm sếp. Làm lại coi. Sếp lại. Sếp lại rồi. Mệt nha. Mệt nha bà. Tại vì tôi thấy cái xế nó rất là quen, nó giống như của người yêu cũ của tôi. Bà ơi, cho tôi hỏi, có phải là bà đến đây có hẹn với một người đàn ông cao to dạng dở, thần tượng đang trường không? Nói vậy thì ông là... Tôi đang nằm. Đang nằm? Đúng vậy. Ông nhận ra tôi không? Bà... Tôi nè. Thì ra bà là... Ừ. Ai đây? Ai vậy? Làm cho cố nó không nhận ra tôi nè. Bà là ai? Tôi Phạm nè, nhớ không? Bà là Phạm. Phạm tội nè. Ra đầu thú liền. Đi đầu thú liền. Không là tôi kêu công an vô cộng đầu à. Tôi họ Phạm, tên tội ba ơi. Tên của tôi cũng không nhớ nữa hà. Thì ra bà là Phạm tội. Đang bò gặp lại nhau lâu lắm rất quen nhau gặp lại
cho xin lại cái đôi bông. Cái đôi bông đang đeo trên tay nó làm một cái văng tới đó, nó hỏi cảm giác ra sao. Mày được lắm. Ông lại đây. Tôi đây. Ông hỏi cái gì, hỏi lại. Bà đang cảm thấy thế nào? Ông thấy làm sao? Muộn ngủ cha mày, hôm nay mày đánh thiệt. Tự nhiên tán xúc bông mà. Trời ơi. Tự nhiên sao vậy? Sao gặp nhau cái tán một cái xúc bông vậy? Còn khốn nạn đau thiệt á trời. Trời ơi, tại sao? Bà nghe tôi hỏi, tại sao bấy lâu qua tôi đi tìm bà mà tìm hoài không thấy? Bà đi đâu, bà làm cái gì? Làm gái. Bà con ơi, nói làm gái kìa bà con ơi, nói làm gái. Đấy, tôi la cho nguyên một xóm ở đây mà cả ngàn người biết bu bu vô rồi sao tôi làm kịp. Trời đất ơi, tôi không ngờ không ngờ bây giờ bà lại đi làm gái. Có bị liễu. Tôi làm gái là tôi làm con gái ở trong nhà, tôi làm gái nhà lành ở trong nhà. Lành sâu thì có. Lành sâu là cái gì? Lầu xanh đó. Quá khốn nạn rồi nè. Tôi nói cho ông biết nha, tôi là con gái nhà lành chứ không phải lành sâu lầu xanh của ông đâu nha. Tôi có công ăn chuyện làm đàng hoàng đó. Bà làm gì? Bà nói đi. Cái thân hình nhỏ bé mỏng manh và giọng hát này, tôi là ca sĩ. Đứng từ cái góc độ này thì thấy bà giống làm gái hơn nè. Rõ ràng là bà làm gái, bà đừng có chối bà nội. Tôi là ca sĩ. Có ai thấy nó giống con ca sĩ không? Thấy chưa? Toàn thể nhân dân miền Nam phản đối bà làm ca sĩ đó. Tôi giận ghê luôn á. Bây giờ tôi thể hiện, hồi nãy giờ là tôi hát là hát giả bộ thôi, bây giờ tôi mới hát thiệt nè. Tôi là tôi đi hát mười mấy năm có nghệ danh đàng hoàng đó. Nè, nói nghe. Bây giờ Hồ Ngọc Hà ta nổi tiếng, bà đừng có đu đeo theo Hồ Ngọc Hà nha. Bà lấy nghệ danh là Hồ gì? Nghệ danh của tôi nổi tiếng nhất cái Sài Gòn này. Hồ gì? Hồ con rùa. Hát chừng nào bà nổi? Hồ con rùa thấy nó chìm không à. Sao vậy? Có biết bao nhiêu nghệ danh đẹp sao không lấy? Ví dụ như là Hồ Quang Hiếu nè. Đó. Hồ Sơ Sinh Việt nè. Nói cái gì mà mồ hôi không à. Mụ nổi giọng cái là thấy tám ông mặt trời rồi. Cái Hồ Sơ Sinh Việt đó. Hồ Sơ Sinh Việt nè. Còn có một cái là bà vô mà bà lấy cái là bà nổi liền. Cái gì? Hồ sơ nhập ngũ. Đảm bảo nổi mà. Tôi là không thuộc diện đi đó nghe. Tôi có đổi tên đàng hoàng. Có bà đổi tên, đúng rồi, phải đổi tên đó. Tên gì? Có đổi cái hồ khác liền. Bà đổi hồ gì? Hồ Ly Tinh. Rồi cái bài hit nhất của bà là bài gì? Xin làm người thứ ba. Tôi đảm bảo luôn bà ban ra hát mà không con nào đánh bà, tôi con bà. Là sao vậy, tự nhiên sao bị quýnh? Trời đất ơi, chả khác nào tôi là Hồ Ly Tinh, tôi cướp chồng này mọi người ơi. Vừa phải thôi. Bây giờ nói ca sĩ, thể hiện liền cho tôi coi. Trời ơi, thể hiện là chuyện nhỏ. Đã nãy rồi nè, ai mà cười tôi nói tôi ca sĩ mà cười tôi nè nha. Bây giờ tôi thể hiện cho nghe nè. Mà không phải hát không nha, phải tự giới thiệu luôn. Thôi bà ơi, tự nhiên hát thôi, giới thiệu bà lộ, giới thiệu chứ tôi đâu có giới thiệu. Mình là ca sĩ chuyên nghiệp mà mình phải tự giới thiệu được rồi mình tự hát được. Giới thiệu. Thôi không giới thiệu đâu. Giới thiệu liền. Không giới thiệu đâu. Làm được không? Bây giờ tôi không tin rồi đó. Rồi, để cố gắng. Rồi bà nhắc bà cắm đầu xuống dưới luôn đi. Giới thiệu ha. Giới thiệu. Ủa rồi nó hát chưa? Chưa. Ê, chưa hát đi đâu vậy bà nội? Đang hát tự nhiên đang giới thiệu anh là nhìn ngắm nhìn sao hát được. Bà cứ vậy. Chồng ảnh ngồi kế bên đó. Em xin lỗi, em lộn đối tượng nè. Trời đất ơi, đi ra hát lại đàng hoàng cho tôi coi. Giới thiệu. Cái nết con này rất là giống làm gái luôn nha. Rất giống luôn, không sai đi tí nào được luôn á. Bà ban ra đây bà diễn liền. Ngửa bà. Từ từ. Hô 2, 3 rồi vô nói nè. 1, 3. Dạ là nói đầu tiên nãy nói rồi đó. Em tên Du Thanh Vàng và chào tất cả quý vị khán giả. Ủa bình thường nói dài lắm mà. Cái đó nãy nói rồi, tự nhiên xài lên em trên thài rồi ba. À cái đó lúc đó người ta sẽ nói mình không sáng tạo đúng không? Vậy bây giờ hát luôn đi. Dạ. Dạ.
quê em ở miền Tây, ba em ở miền Tây, má em ở miền Tây, dòng họ nội ngoại em ở miền Tây. Cho nên ngày hôm nay sẽ hát một bài hát về quê hương xứ sở. Chắc chắn cũng về miền Tây. Bài hát được mang tên Hương Về Miền Trung. Ê, 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 hồi nhỏ hình như là ai móc miếng cho bà mà bà du duyên quá vậy. Trời ơi, giới thiệu một đàn ở miền Tây bây giờ hát bài miền Trung. Ủa, tôi muốn hát gì tôi hát kệ tôi, chứ con Phương Mỹ Chi nó ở Sài Gòn, nó hát áo mới Cà Mau, ai làm gì nó, đúng không quý vị? Đó, đi hát mà vẫn fan hâm mộ theo à. Mướn nó tiền không nó rồi à. Rồi bây giờ hát đi, giọng gió hoài. Yo. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Đường ổ gà nhiều ha. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đứa. Hát xong bài mỏ máu không à. Người ơi. Ở dưới ổi hết rồi kìa. Ở dưới ổi hết rồi. Dạ dạ, em biết nhưng mà gắng kiềm chế nghe em hát câu cuối mới là quan trọng nè. Em cuối, gắng nhịn, gắng nhịn. Nếu về miền Trung thì đi xe miền Trung, nếu về miền Trung mà đi xe miền Tây không về được đâu. Xin nhắc lại, không về được đâu. Trời đất ơi, hát vô duyên vừa thôi. Đi xe miền Trung thì về xe miền Trung, nghĩ sao đi miền Trung mà về miền Tây chừng nào tới bà nội. Thì đúng rồi, đi xe miền Trung phải ra miền Trung, đi ra miền Tây ai về được. Nhắc nhở. Nói như chị mình nên hát như bà là không có chuyên nghiệp rồi. Ông hát được không? Tôi nè, tôi cũng từng làm ca sĩ. Ca sĩ? Ông có nghệ danh không? Bà biết Châu Gia Kiệt không? Biết. Tôi Kiệt Gia Châu. Mụ nội cha cái tên ca sĩ mà nghe trâu bò thấy ớm không? Trời ơi, mình phải gia, mình phải trâu bò mình mới tồn tại được trong giới ca sĩ chứ. Nhưng quan trọng là phải nghe tôi hát nè nè. Hát được không? Hát nghe chơi. Dạ. Kính thưa bà con, ngày hôm nay cho chú trọng nhất. Mẹ nó nhai xì gum gì trong họng nó không chịu nhả ra trời. Đó là phong cách. Phong cách của tôi. Cái phong cách. Phong cách đó là phong cách nhai ngải. Nhai rồi phun để khán giả dính ngải. Nghe hát cái đầu hay tới đó. Rồi không ai vỗ tay một tiếng nào luôn, coi tôi nè. Chà, kính thưa quý vị, vỗ tay một tràng pháo tay lé le với thằng này giá. Hát đi. Tôi hôm nay tôi mới tới, con này ở lâu nó thế lực hơn tôi. À. Nè, nghe hát nè. Về tới đầu làng. Sao? Sao về tới đầu làng sao? Bê đê bóng lỗ vang rộn ràng. Ôi ơi ta, tôi cũng thế lực đâu kém bà. Chị lỗ ơi, nó làm quá. Chưa xong đâu. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê. Quá trời bê đê. Sao toàn bê đê. Vui quá miền quê. Tống với bê đê cùng kéo nhau về. Ra bảo kê coi. Tôi là tôi không dám rồi đó. Mà cũ hiếp mà mới kìa. Hát cái bài hát gì mà toàn quá trời với ba. Tôi hát trước thực tế luôn, tôi hỏi nghe. Thực tế sao? Tôi hát một bài mà tôi nói nghe, trên này mới là hai con thôi. Chứ ở dưới là tôi chưa biết à. Em không có nói gì nha, nói gì không nói gì nha. Con tiếp. Đến cùi móng luôn. Nhớ người yêu mà. Dạ kính thưa quý vị, em thiệt ra em không phải là ca sĩ. Em làm cái nghề khác, tôi làm nghề khác. Đối với đôi chân dài của tôi làm một cái nghề khác. Nói ra là hú hồn liền. Làm gái phải không? Ê, vòng đi vòng lại chủ đề làm gái hoài vậy ba. Vậy chứ bà nói đi, bà làm cái gì? Tôi chân dài 1m12. Tôi người mẫu. Bà nói gì, bà làm người mẫu hả? À? Tôi làm người mẫu. Không có con người mẫu nào nó bị bại liệt như bà hết. Trời ơi, người mẫu ta phải đẹp, dáng ta phải thanh cao, phải sang trọng. Người mẫu. Người mẫu. Rồi bây giờ bà thể hiện tôi coi liền. Nói ra tức ghê khè nó mà nó cứ vậy hoài nè. Thì chứng minh đi. Muốn thể hiện đúng không? Ừ. Kẹo kéo. Cho một nét nhạc quảng cáo đi em. À, hát lô tô nãy giờ em khát nước quá. Ở dưới có ai có nước không cho em xin một miếng. À thấy rồi.
mượn đó nha. Sảng khoái quá. Bà uống cái gì? Nước rửa chén. Hết nói nổi với một cái con người mẫu như bà thiệt. Người ta kêu quảng cáo nước rửa chén là bà ban lên bà uống ọc 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 vậy hả? Để yên đó, tôi giải quyết con này. Ê sao vậy? Đi chơi lô tô thôi mà. Làm gì đem nước rửa chén mà làm cái gì? Hả? Thôi, gia đình đi theo đông lắm á. Chứ bây giờ tự nhiên đem là phải trả trời nó là tức ghê. Phải trả nè, lần sau không vậy đó nha. Lần sau cho nước uống càng làm à. Rồi bây giờ bà làm lại cho tôi coi. Chứ vậy là không được rồi nè. Sơ sót, tại bé nó sơ sót đi coi lô tô mà đem nước rửa chén theo không được. Thì bây giờ mượn người khác. Kẹo kéo, cho lại một nét nhạc quảng cáo. À, lần này không uống nước nữa. Thời tiết như thế này em đội tóc giả nhiều. Em hâm em nóng da đầu quá. Cần phải tìm nước rồi đầu. Nước rồi đầu đâu ở đâu ở đâu. À, thấy rồi. Nó lại đem một chai mới lên. Cho mượn nha. Mát lạnh da đầu. Bà gọi cái gì? Nước rửa bồn cầu. Ê bà chơi tôi hai vố rồi đó nha bà. Tôi mượn cái chai nào đi hát. Bà giờ mới quan trọng nè. Hồi nãy là còn chấp nhận được nha, bây giờ đi lô tô mà đem nước rửa bồn cầu thôi làm gì. Lấy lý do gì mà đem theo cái chai đó? Để cho mấy con hay mượn gọi đầu á. Trời đất ơi, không có một cái não bà không có nếp nhăn hay sao vậy? Nó phẳng lì vậy hay sao? Ai biết thấy cái chai để nó nhào tới chơi chai xài thôi. Trời đất ơi, nói bà nghe, tuy giải tướng tôi về nhưng tôi vẫn là người mẫu. Người mẫu? Đúng. Coi tôi làm nè. Quảng cáo. Kéo kéo nó rảnh quá ta. Gì vậy? Bị gì vậy? Lên tim hả? Lên tim hả? Không, trời nóng quá. Ôi, trời nóng như thế này sẽ làm da mình đen sạm đi mất. Nó niềm tin phải ghê làm chưa? Sao đây? Làm sao đây? À, thấy rồi. Thấy cái gì nữa vậy ba? Con này nó như làm gái vậy nè trời à. Cảm ơn. Cái gì vậy? Wow, trắng bum. Sức cái gì mà trắng vậy? Keo dính chuột. Chúng ta muốn dùng công nghệ hóa học xin chia sẻ dữ liệu với bà con, các anh chị. Đó là một sản phẩm keo dính chuột. Keo dính chuột không làm hại, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, keo dính chuột có thể tái được nhiều lần. Ngoài ra, keo dính chuột còn có tác dụng tẩy được các loại vi sinh khác như ruồi. Tội thằng kẹo kéo lỗ vốn mẹ nó rồi. Trời đất ơi, mày có bị điên không kẹo kéo? Nó nói keo dính chuột mày cũng tin hả kẹo kéo? Trời ơi đó, bây giờ tôi nói bà nghe nè. Keo dính chuột, con chuột dính vô nó còn gỡ không ra. Bây giờ xước lên da, kéo cái rẹt đi da cũ, mọc lên da mới. Không xàm quá ông ơi, bữa nay đến đây gặp ông là vui rồi. Nhưng mà tôi hỏi nè, tại sao mấy lâu nay ông mới đi tìm tôi vậy? Tự nhiên gặp nhau rồi ở đây quá trời người. Tự nhiên cái hẹn ra đây hả? Có gì nói lẹ đi. Tôi ra đây là tôi hỏi bà. Hỏi đó, gì? Tại làm sao vậy? Tại sao bà không đi tìm tôi? Hả? Tại con người của bà tôi nói nghe nha. Bà xấu gian danh bún bể, xấu rạng rỡ non sông. Nói chung bà xấu banh nhà lòng chợ. Nhìn kìa, hú. Tôi không phải má bà, tôi còn hú đó. Xấu má hú bà. Nè, vừa phải thôi nha. Tôi mấy chục năm trời không gặp ông, tôi làm ăn những đàng hoàng mắc mới gì gặp ông đây đang xỉa xối tôi. Ông tưởng đẹp lắm hả? Ông nhìn cái bản mặt ông đi. Là xấu bền lâu, kết cấu ổn định, trường tồn, vĩnh cửu với thời gian, xong có thể cạn núi, có thể mòn những nhan sắc ông đòi đòi vậy sao? Xấu quá mà. Còn bà, nói thiệt nghe, tưởng bà như con mắm vậy đó. Chỉ có mình tôi thương bà thôi. Dạ dạ. Mới nói gì vậy? Ê, giờ nhìn bà rất là giống zombie luôn á. Bà bị cái gì vậy? Ông nghe nãy nói nghe câu gì á. Tôi nói á là bà xấu như con mắm. Tôi muốn nghe câu đó, tôi muốn nghe câu sau. Trời ơi đây mới là zombie nè. Chỉ có mình tôi
thương mà thôi. Còn nữa, chỉ có mình tôi thương bà thôi. Rồi bà bệnh lâu chưa? Trời ơi, ngày xưa bà cũng vậy, nghe tỏ tình xong cũng ớ mà lọt xuống sông rồi trôi dạt ra ngoài Bắc. Mấy chục năm nay bây giờ mới gặp lại, bà muốn đi đâu nữa? Đứng yên đó nghe tôi hỏi. Hỏi gì hỏi đi. Bây giờ vậy có chịu cưới tôi không? Không, không từ chối. Ôm tôi đi, cưới tôi đi, phải cưới tôi, phải lấy tôi. Ôm lấy tôi đứng bên ngoài. Nghệ sĩ Dương Thanh Vàng. Xin cảm ơn hai anh chị rất là nhiều. Rồi, quý vị thân mến, và ai cũng chúng ta không mắc đến sáng, ta bắt đầu do số nhạc đi má. Do số này ăn nè. Số gì ra trở lại đây mà nghe cái số số gì ra mấy gì ra. Trước khi đến với dòng lời này, chào quý thân mến, em xin thông báo dòng lời này. Ngoài tạm phẩm của con gấu chào bác nái. Nếu nghĩ gì ra mấy gì ra, số gì ra, có hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra. Anh đàn em nhảy 27, 27 phải chọt chọt vô bà con ơi. 27, 27, 27, 27 còn hai gì đây. Hai gì đây con, hai gì đây, hai gì thì sao? Em thích chị, hai đứa mình chung cơm nguyên khốn. 24 24 24 24 24 số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì đây. Hai chị em mình, hai cương thi 60 quyền, quyền 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 60. Hai chị em mình phụ tử tình thân 25, 25. Ủa hai chị em mà phụ tử tình thân là sao? Chị ta ở đây, hai chị em mình, hai chị em nữa hả? Hai đứa bị câm 45, 45, 45 số gì ra, số gì đây? Nhưng có chị em, hai chị em mình, hai chị em mình con mối tình hữu duyên, hai chục duyên. Mấy chị em mình không vậy, mấy chị em mình thì còn phải có cái này. Mấy chị em ơi, dầu, dầu nhớ đây, đẩy đẩy đẩy, dầu nhớ đây, đẩy 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 con số 7. Gì vậy? Gì vậy má? Trời ơi, tin chưa? Cái gì mà lẹ vậy? Xích lô, xin dừng chừng. Chưa, quý vị phía bên dưới khoan qua xóa lá vé để mình xin chúng em kiểm lại cô chú anh chị mình ha. Có không chị? Có như dòng này em chưa có hát được bài nào trọn vẹn luôn á. Cái bà đó bà làm gì bà gấp có kinh dữ vậy trời à. Dạ quý vị thân mến, dòng loài vừa rồi đã có được một bánh bèo rất là may mắn có kinh quý vị. Chị lẹ lên chị ba. Bà có kinh gì mà sớm vậy? Trời đất ơi. À bên đây hả? Đâu? Còn ai nữa không ạ? À? Ôi trời ơi, ông xã của em. Anh tới hồi nào em không hay vậy? 27 giờ kêu qua. Có 1, 45, có 2, 60, có 3. Dạ con vừa kêu số 7. Có đủ, hợp lệ, dạ chúc mừng anh. Rồi, số 7, 27, 45, 60, dạ hợp lệ luôn. Rồi, trao quà. Đủ. Rồi, nồi là cái nồi còn sạch hơn là cái đồ chùi nồi đúng vậy, thiệt luôn á. Ta nói con gái thì xuyên xuyên giặt cái nồi tóc giả đi ông nội ơi, thiệt luôn á. Đàn ông con trai làm biếng như giặt. Anh lộn gái vô quên. Rồi quý vị ơi, bây giờ ai có vé cho ta hướng mắt nhìn sáng thì bắt đầu do số gì ơi. Ở đây, vé ở đây mà chạy lẹ lên, tuổi tuổi ơi mà chạy lẹ lên, vé ở đây mấy gì tặng, trời tặng bông được luôn, tháng 7 người ta tặng nhiều quá ha, ai con nào cũng có chứ á.
tiền mình tao không có. Mấy gì ra, mấy gì ra, bốn gì ra, số gì ra, trở lại đây mà nghe kêu số. Lắng lặng mà nghe tôi kêu còn cờ xa con mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, bốn gì ra, bốn gì ra, mấy gì ra, bốn gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Nếu mà cô gái ở Long Xuyên, cô gái Long Xuyên làm tiếng như điên, kêu nấu cơm đi luộc khoai mì. Nếu mà cô gái ở Long Xuyên làm tiếng như điên. Nếu mà cô gái ở Tây Ninh, cô gái lên ngồi bán bánh in, rồi bán bánh in cô ngồi trình hình. Nếu mà cô gái ở Tây Ninh ngồi bán bánh in. Như cô gái ở Gia Lai, cô gái Gia Lai ngồi nhậu lai rai, nhậu lai rai cô nhậu một mình. Như cô gái ở Gia Lai, 42, 42, 42, 42. Số gì đây, số gì nhà, tôi đã có mấy con mấy gì đây. Ba gì đây, ba gì đây, ao, ao. 36, 36, 36, 36, còn 36, 36, còn 36. Mấy gì ra con mấy gì ra cờ ra con mấy gì ra mấy gì ra mấy 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 gì ra mấy 30 còn 30 còn 30 đi còn 30 còn 30 đi còn 30 còn 30 đi còn 30 gặp ba gì đây gặp nữa ba gì đây con ba gì đây ba gì đây Cam Ly ơi chiều nay còn đâu nữa chung bắt em và chung giết em rồi Cam Ly sầu dòng suối lúng quanh hiu bao kỷ niệm năm trăm năm tháng cũng đặt cả có 38 38 còn 38 30 mấy gì ra số gì đây con bốn gì đây bốn gì đây chiều làng quê say sưa trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha những bà mẹ da trong trẻ đùa sớm dưới rung rung môi cười như thuở còn 40 con số 40 còn 40 là bài hát chủ đề tối đêm nay chiếc áo ba ba mấy gì ra mấy gì ra con số năm con tâm đô là con số năm con số năm con số năm số gì ra số gì ra An Giang có Long Xuyên mong mà ai đi châu đốc nhớ ghé qua với bà về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên chiều nhìn đồng xanh áo ba ba em dịu hiền thôn nô mời nhắn ai đôi câu người em chờ mới Tân Châu có thương xin đợi chờ con 18 con 18 con 18 con 18 đợi chờ là con 18 đó em con 18 cái con 18 xuống gì ra con số gì đây ở dưới quê làm ăn không khá em lên Sài Gòn em bán đồ rẫy còn số 7 con số 7 con số 7 con số 7 con số 7 số gì đây số gì ra pháo hoa pháo xe hoa xe chốn hoa chốn duyên hoa duyên đời chỉ lộ như con chó con số một con số một con số một mấy gì ra có ai đợi chưa quá trời đợi mấy gì ra con ba gì ra ba gì ra hơi buổi ngày nay quen con trai coi chừng mà hai phai 32 32 mà chặt chặt vô mà chọn chọn vô 32 32 32 32 còn bốn gì đây bốn gì đây chiều nay ra bờ sông vắng thấy con chuồn chuồn bay về chuồn chuồn mang tin báo đêm nay có người lấy chồng đêm nay có người chiến thành 45 45 45 mấy gì ra số gì đây con mấy gì đây em lặng nhìn theo người bước xa bao nhớ thương đông đầy ngập tràn trong tâm hồn ta em ước mơ ngày mai thái bình 49 49 còn 49 49 49 số gì đây số gì ra số gì đây ba gì đây ba gì ra hãy đến hãy đến với em điều này hey hãy hát khúc ca cho đời mình say
đây 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 37 cũng chỉ có ai số gì ra. Số gì đây, con số gì ra, con số gì đây. Em bắt con này, yeah. Em giết con này, em nhớ con này, em đụng con này, con này nó thú. Em chạy trốn con số 4. Con số 4 là tấm vé cờ hình xích lô xin dừng chân. Tèn 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 tèn. Trời ơi quý vị thân mến ơi, dòng loại vừa qua nó có hai trắng sĩ đột giải. Trời ơi chị ba, chị lẹ lên mẹ đi chị ba. Trời ơi, kìa trời ơi. Thôn nữ ơi, chạy lẹ sĩ bên đây nè, không lời dòm giáng sĩ nè má. Thiệt luôn gu chứ không hả trời, thiệt luôn. Hello cưng. Mai sổ số mấy vậy cưng? Ta hỏi lên mai ta đánh đề đó má. Rồi, dạ 40 giờ kêu qua. Dạ có 1. 38. Có 2. 18. Có 3. Số 4. Có 1. Hợp lệ. Số 4, 18, 38, 40. 7, 2, 9. Hợp lệ. Thiệt cái trò chị em là tôi bực bội liền chứ. Rồi, nè cưng. Dạ anh. Anh trao gấu cho anh nha. Lấy đi anh. Tự lấy đi. Hả? Ôi em có mù không? Đã lấy con Pikachu, lấy con đó em có thấy mít lòng không? Đi đi cũng phải nhận thức được chứ. Rồi em bước tới. Chọn banh đi má. Rồi anh lấy banh đi anh. Số mấy? 28 chị ơi. Chưa khoan. Xúc rồi bỏ vô hết rồi. Bỏ vô hết cho anh, sao anh không tới sớm vậy? Trời ơi anh. À bây giờ nè, để công bằng lại mọi người dò giùm em nha. Tại vì banh đã bỏ vô rồi. Số 7. 29. Rồi dòng sau má. Quỷ không à. Không mấy ghét dễ sợ vậy. Không mấy em tặng anh cho em nha. Lộn em cho anh nha. Rồi rồi. Anh số mấy vậy anh? Rồi thôn nữ 38 em ơi. Trời thôn nữ hên ghê. Chứ buồn với anh. Rồi đấy, tặng cho thôn nữ cái áo thun đi. Tặng thêm cái áo lót nữa. Rồi đổ con gấu đi mẹ yêu. Trời ơi, ôm gấu hồng đi chị ơi, ôm gấu hồng đi chị ơi. Bà bóng đơn sơ. Lại đây má, chưa, em gái lại chụp hình. Đó, trời. Hả? Đó, nè, tặng cái áo cái đầu chụp tấm hình. Đó, được. Rồi, đang dưới kìa chụp kìa, rồi cười lên đi cưng. Trời ơi, ăn dễ sợ luôn, con gấu nó ăn ảnh ghê. Trời ơi, con bóng nó kỳ vậy trời. Rồi quý vị thân mến, bây giờ nhân viên đang... Nhìn bà giống cái gì? Giống như ngải heo nhỉ? Chị Thái. Nhìn bà giống như cây sào mà chống chống xuồng dưới quê vậy. Vé ngoài sao ha anh? Ra dò xuống luôn cô chú nhìn mình ha. Mấy gì ra số gì đây, số gì đây? Rồi sao cơn mưa sao giông tố sẽ vượt qua. Trời đêm và xanh bao la soi khắp lối đường em về. Ta nói lại tình xưa sống trọn mùa đông muôn thuở. Chim én về xóm sao ta thấy đời còn có nhau. Số gì ra số gì đây, mấy gì ra mấy gì đây. Còn vài vét gió, vài vét gió của bác anh về. Mấy gì ra số gì đây. Em gặp mái tóc xanh trên đầu em mà đem đi bán, để lấy 40 quan cho chồng em làm lộ phí đường xa. Nhớ một ngày ráng dính về bên nhau hát câu chung tình. Còn số 9, 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 còn số 9. Còn mấy gì đây, mấy gì ra, mấy gì đây, mấy gì ra. Ở dưới quê em làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn em đi bán bánh cam. Còn số 8, 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 còn số 8. Tôi là con mây, số gì đây. Số xa ra số má lê, số ba la sơ na, số xa cơ na la ha, la e la la sa.
còn 25. 25 còn 25. Con này có ngày công an bắt nó về hoác tào lao. Mấy gì ra, hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra, còn hai gì ra. Chim trong chuồng chim bay ra, chim thấy thó tan. Sương mù vui thương quá cánh chim Việt Nam. 28, 28, giết con chim. Mấy gì ra, số gì đây, số gì đây. Em nghe gì con hỡi em, con chim nó gian đầu hè. Em thấy gì con hỡi em, con chim nó trên cành cam. Con 58, 58, 58, 58, con 58, 58. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Con nằm gì đây, nằm gì đây, con nằm gì đây. Tấm thương nái quần dân hè về che kêu áo đùn. Dắt em anh buồn lắm hè về ta cái nhớ không còn năm không. Con 50, con 50, con 50. Con 50, con 50 kiếp, con 50 kiếp, con 50 kiếp, con 50 kiếp. Mùi gì ra, cái mùi gì đây, cái mùi gì ra. Mùi gì đây, anh đợi em nhảy. Con 17, con 17 kiếp, con 17. Con 17, con 17 đi, con 17, con 17 đi, con 17. Còn bốn gì đây, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì đây. Bốn gì đây, em ngã xuống như bao chàng thuốc sĩ. Một cuối cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em chấm nát của bào tàn, chấm nát của bào tàn. Xong mãi ngàn đời là hòa bóng Việt Nam. Bốn mười tám, bốn mười tám, bốn mười tám. Mấy gì ra, số gì đây, số gì đây. Con mười gì đây, mười gì đây. Có ai mua sầu riêng, có ai mua trái sầu riêng. Xin đừng có ghé quán em. Em đây không bán sầu riêng mà em bán chuối chiên con số 10 quyền. Con số 10, con số 10. Xin lỗi dừng cho. Nhầm nhầm. Có chàng này trúng thưởng. Cao quý phi nhập. Số 10 vừa kêu qua. Có 1. 28 có 2. 58 có 3. Số 8 có đủ và trúng thưởng. Rồi. Dòng loại 112, 106 và hợp lệ và ba, chúng ta cùng quay lại và lắng nghe kêu số. Mấy gì ra, mấy gì ra, con ba gì ra, ba gì ra. Lần cuối gặp nhau lang khẽ nói ăn chuối không ăn. Em cho anh một nải. Nếu duyên không thành đẹp ơi là cắt tóc cạo đầu chọc lóc. Đi vào mà thiện một 34, 34 là gặp gặp vô con đầu tiên 34. Mẹ gì ra, mẹ gì ra, số gì đây, số gì đây. Con mẹ gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Ngày qua ngày chờ tình ngóng trông. Yêu làm chi cho khổ đau triền miên. Tình là gì người hay nói. Con 17, số 17. Con 17, con 17. Số gì đây, số gì đây, số gì ra. Năm gì đây, năm gì ra. Năm gì đây, năm gì ra. Năm gì đây, năm gì ra. Con 50, con 50. Con 50, con 50, con 50. Ba gì đây, nhớ mẹ xa xăm. 35, 35 mấy gì ra. Con 5 gì ra, năm gì ra. Dâu ăn đây. Đây đây 57, 57, 57, 57, 57, 57, 57. Con hai gì đây, hai gì ra. Hai gì đây, hai gì đây. Con hai gì đây, hai gì ra. Em bắt con này. Em bắt con này, 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 24 thầy, 14 con 24 thầy. Vì đây con số gì đây, số vì đây con số gì đây. Mùa xuân đầy về trên cái quê ta. Không đất trời biển rộng cây bao la. Cây xanh tươi ra lá cây trổ hoa. Chào mùa xuân về đến cây mọi nhà. Con số 3, con số 3, con số 3, con số 3. Nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tă
thanh vàng là con trai con số 2. Con số 2, con số 2. Mấy gì ra số gì đây, số gì đây. Trong thủy mỹ châu không còn mà duyên nợ, vì chàng đã lỡ đánh cắp cái nọ thần, làm cho phụ thân bao điều mà nguy khôn. 54, 54, 54, 54. Chưa ai kinh mấy gì đây con, mấy gì đây, mấy gì đã ca quá chân ti, cái ly vô đầu bọn chảy máu. Còn số 6, còn số 6, còn số 6, còn số 6, số gì đây, năm gì đây, năm gì ra. Năm chim bao thấy con gà trong gai, con em tưởng chừng còn o. Hồ này vô em không nghe dương mình. 59, 59, mấy gì ra còn 10 gì ra, mấy gì ra còn 10 gì ra. Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, còn một gì này. Ai mua hộp dinh lộn không? Con 14, con 14 là thiệt là ha cờ. Xin lô xin dưới chân. Trời ơi trời, hình như vòng cuối là bóng chỗ mùa hay sao ông nội ơi. Quý vị ơi, còn vòng cuối nè quý vị. Sao vòng này là vòng cuối rồi quý vị, nắng lại để mình nhận quay phần thưởng của bài hát Syrup gì, giá 2.800.000 đồng nha quý vị. Rồi bây giờ từng lần lượt từng vị khán giả cầm lá vé của mình nha. Rồi xếp hàng đi giùm em nha. Trời ơi, vòng vẫn chờ, chờ em đến tìm hồi xa xa. Một bài hát mà tự nhiên nguyên bầy đàn ông xuất hiện luôn vậy mấy má. Giống như là cái rằm tháng 7 đang xuất hiện vậy. Dạ. Quý vị thân mến, em cũng xin trong thời gian mà trao thưởng em cũng xin thông qua. Mọi người ơi, ngày mai Rolito Sài Gòn Tân Thời sẽ lên đèn phục vụ chủ đề Gương Mặt Hơi Quen. Kính mong tất cả quý vị khán giả sẽ đến ủng hộ cho đoàn đêm cuối tuần thật là vui vẻ nha quý vị. Và em cũng không mong mỏi gì hơn, quý vị có thể like và share trong fanpage đoàn Rolito Sài Gòn Tân Thời để làm động lực cho tất cả các em nghệ sĩ. Cho tất cả các em nghệ sĩ trong đoàn, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.